Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong 1032 tuần này sẽ bị hoãn, vì vậy chúng ta sẽ chưa thể tiếp tục theo dõi trận chiến tại Onigashima, mặc dù hiện tại đang có rất nhiều sự kiện hấp dẫn. Trong trang 1031, người hâm mộ đã được chứng kiến những giây phút cao trào của ba trận chiến hấp dẫn. Sau khi cả ba trận chiến này kết thúc thì có lẽ chúng ta mới đi đến giai đoạn cuối cùng để kết thúc sự kiện Wano với trận chiến quyết định giữa Luffy và Kaido. Tuy nhiên, trước đó người hâm mộ vẫn sẽ được chứng kiến hoàn chỉnh một số trận chiến thú vị. Sanji và Zoro hiện giờ đang đối mặt với hai thảm họa được cho là mạnh nhất trong hải tặc bách thú của Kaido, đó chính là King và Queen. Zoro thì đang chiến đấu rất căng thẳng với King ở bên ngoài hộp sọ, còn bên trong thì Sanji bắt đầu gặp rắc rối với chính cơ thể của mình và suy nghĩ của bản thân anh. Bây giờ trong video này, hãy cùng mình nói về một chi tiết đáng chú ý nhất về Sanji trong chapter 1031, đó chính là hình ảnh lông mày của Sanji bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là khi bắt đầu chapter 1031 thì chúng ta thấy Sanji đang cực kỳ bất ngờ trước hình ảnh một cô gái đang khóc và đầu cô bé bết máu. Mọi người thì chửi rủa Sanji và bảo vệ cô ta, giống như Sanji vừa đánh cô gái này vậy. Việc này khiến cho Sanji liên tưởng đến hình ảnh các anh em của mình cũng đang đánh đập dã man cô gái phục vụ mà không vì lý do gì cả. Điều này khiến Sanji tưởng tượng như mình đã biến thành một người giống như các anh em của mình. Anh ta không thể nhớ được những gì đã xảy ra, tất cả những gì anh ta có thể nhớ đó là có một cô gái nói rằng cô ấy không phải quân lính của Kaido, sau đó Sanji không nhớ mình đã làm gì. Chỉ thấy sau đó cô gái nằm ngã trên sàn với cái đầu chảy bê bết máu, cô gái rất sợ Sanji. Tuy nhiên chúng ta tin rằng Sanji làm bất cứ điều gì trong thời gian mất kiểm soát, anh ta chắc chắn sẽ không làm hại phụ nữ. Sanji không bao giờ để cho một phụ nữ trước mặt mình bị hại. Bất cứ điều gì đang xảy ra với cơ thể và bộ não của Sanji, nó sẽ khác với những gì đã xảy ra với Ichiji, Niji và Zonji. Có thể hiểu được tại sao Sanji lại cảm thấy vô vọng với chính mình do những gì anh ta đã thấy và trải nghiệm về Yama trong suốt thời gian ở cùng họ. Anh ta cũng thấy được tác động của khoa học lên cơ thể của anh em nhà Vinsmoke. Hơn tất cả mọi thứ khác, Sanji tự hào về trái tim và tình yêu của mình. Vì vậy, nếu loại bỏ cảm xúc ra khỏi thì sẽ giống như giết chết một phần của con người Sanji. Sanji sợ hãi với những gì có thể xảy ra và đồng thời chấp nhận nỗi sợ đó thông qua yêu cầu của anh ấy với Zoro. Hai người có thể xung đột, nhưng họ là những đồng đội rất hiểu nhau. Đó có thể là lý do tại sao họ xung đột rất nhiều. Bằng cách giao cho Zoro xử lý trong tình huống xấu nhất, Sanji có thể yên tâm để giải tỏa tất cả những giới hạn của mình và giải phóng từ sức mạnh anh ta đang kìm nén bên trong cơ thể. Sanji bây giờ đã sẵn sàng phá hủy hình tượng và lý tưởng sống của mình trong suốt thời gian sống cùng với băng mũ rơm để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Sanji mặc dù đã có hành động phá hủy bộ đồ đột kích tàng hình của mình, nhưng cơ thể anh ta dường như đã nắm lấy sức mạnh và hiện nó đang truyền khắp cơ thể anh ta. Sau khi Sanji phá hủy bộ đồ, Sanji dường như vẫn có thể tàng hình mà không cần mặc bộ đồ đột kích nữa. Điều này khiến cho Queen tự hỏi liệu đó có phải là một cải tiến khác hay không. Đây là một chi tiết quan trọng nhất. Lông mày trái của Sanji đã bị xoắn ra hướng khác. Điều này có nghĩa là gì? Nếu bạn còn nhớ, cả lông mày bên phải và bên trái của Sanji đều đã bị xoáy vào bên trong. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà chapter 1031 cho thấy hướng xoáy lông mày của Sanji hiện đang di chuyển sang trái, hướng ra ngoài. Trong ảnh ở trong chapter 1029, lông mày Sanji vẫn xoáy về bên phải, trong khi những người anh em của mình được nhìn thấy ở hậu cảnh có lông mày xoay theo hướng ngược lại. Điều này dường như chỉ ra rằng lúc đó Sanji không giống với họ. Điều thú vị là chapter 1031 dường như đã chứng minh rằng những thay đổi trong cơ thể của gia đình Vinsmoke đã bắt đầu có ảnh hưởng đến đường xoáy lông mày của họ, ít nhất là lông mày ở bên mắt trái Sanji. Nếu theo mình hiểu, điều này có nghĩa là bộ xương bên ngoài của Sanji đã hoàn thành. Có một điều buồn cười là ở trong chapter 1023, Zoro dường như nhận ra rằng lông mày của Sanji có gì đó kỳ lạ. Lúc đó Sanji cũng nói rằng anh ta cảm thấy có gì đó rất lạ ở cơ thể. Zoro đáp lại bằng cách hỏi xem cái kỳ lạ mà Sanji nói có phải là lông mày của anh ta hay không. Tất nhiên là sự kỳ lạ lúc đó là Sanji cảm thấy là một sự thay đổi trong cơ thể. Điều thú vị là lông mày của Sanji ở trong chapter 1031 cũng đã thay đổi hướng xoáy từ bên phải sang bên trái. Điều này có nghĩa là Zoro đã có thể nhận thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ trên lông mày của Sanji, chứ không phải là chỉ cơ thể anh ấy. Bây giờ mình nghĩ rằng Sanji có thể sẽ không đánh mất cảm xúc và sự thay đổi của lông mày đã phản ánh rằng cơ thể của Sanji đã phản ứng lại về thứ sức mạnh thức tỉnh bên trong của anh ấy. Một sức mạnh tương tự như các anh chị em của mình, nhưng sức mạnh này được khơi dậy bởi trái tim của Sanji. Sanji đã thoát khỏi sự biến đổi gen nhờ vào thuốc của mẹ anh ta uống để nhằm chống lại công nghệ của Yama. Loại thuốc đó có thể không thể ngăn cản được sức mạnh tiềm ẩn của Sanji, nhưng vẫn sẽ có ích khi giúp Sanji giữ được cảm xúc của mình. Có như vậy mới có kết quả tốt đẹp cho anh đầu bếp Uzum. Bạn có nghĩ Sanji dù có sức mạnh mới nhưng vẫn giữ được cảm xúc, hay bạn nghĩ Sanji sẽ trở thành một cỗ máy giống như gia đình Vinsmoke thì hãy để lại ý kiến vào bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn. Và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.